Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến vào lời của Chúa. Thì mỗi thường lễ thì chúng ta cùng nhau học hỏi và suy gẫm lời của Chúa để chúng ta sống mỗi ngày tốt đẹp hơn. Đó là những điều quan trọng mà chúng ta cũng không thể nào mà gọi là tránh xa lời của Chúa, đúng không quý vị? Và buổi hôm nay chúng ta sẽ học ở trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 24 để chúng ta biết những cái ý định và nhu cầu của cuộc sống mỗi ngày. Chúng ta phải được ăn nốt lời của Chúa giống như một cái thức ăn thiêng liêng của chúng ta vậy, giống như chúng ta ăn cơm cũng vậy thôi. Cho nên chúng ta không hề, linh hồn chúng ta không hề thiếu được thức ăn, đó là lời của Chúa. Cho nên buổi ngày hôm nay, trước khi chúng ta đi vào lời của Chúa, tôi cũng muốn tâm tình và nói với quý vị và các bạn những sự kiện diễn ra mỗi ngày. Thực sự chúng ta nhìn thấy rất là, nếu mà chúng ta nói về mặt con người thì nếu mà chúng ta không có Chúa thì chúng ta thấy rất buồn và đáng buồn về những cái tình hình thế giới hiện nay. Và chúng ta nghe những các báo chí, trang mạng, xã hội vân vân, rất nhiều những nan đề, những vấn đề xã hội, từ những vấn đề cá nhân, vấn đề gia đình, rồi vấn đề xã hội đều diễn ra một cách phức tạp. Cái cuộc sống của con người luôn luôn được có sự biến chuyển và thay đổi hẳn như trước đây. Và nền kinh tế chúng ta càng ngày càng gia tăng thì mọi đạo đức trí tuệ của mỗi con người càng ngày càng sôi đồi, không tin kính Chúa, không vâng lời Chúa và nhìn xem Chúa giống như một cái công cụ mà thôi, chứ chúng ta không có nghĩ rằng đó là cuộc sống của chúng ta sau khi ngày Chúa trở lại. Và điều quan trọng hơn hết là chúng ta thấy những dịch bệnh đang vận hành toàn cầu, và trong đó rất nhiều nước đã chết chóc vì dịch lệ. Và chính những điều đó mà chúng ta thấy những các vấn đề như xã hội, vấn đề nền kinh tế, rồi tất cả những điều gì, tất cả mọi người cũng như tất cả cả xã hội đều tập trung vào những cái công việc mà ta gọi là bất an hay là bất bình tĩnh gì đó. Tại vì chúng ta thấy sau khi được dịch Covid-19 được diễn ra đó, thì rất là nhiều các nhà đầu tư, các nhà kinh tế, họ rất là bàng hoàng và sợ hãi điều đó. Họ sợ rằng họ sẽ không có hoạt động được công ty của họ, hay là họ không hoạt động di chuyển hàng hóa của họ được. Mà khi không di chuyển, không bán được thì hàng hóa của họ sẽ bị ế, mà hễ ế được cái nền tài chính nó sẽ bị tụt. Và đó là những cái điều mà chúng ta thấy xã hội này nó luôn luôn được diễn ra, mà chúng ta không thể nào mà gọi là làm ngơ mà không hề nhận biết được những sự kiện, những sự việc đang diễn ra trên thế giới. Kính thưa quý vị và các bạn, và để chúng ta muốn được biết rõ những sự kiện và những sự việc đó, lời Chúa có khẳng định và có nói trước cho chúng ta không? Và điều đó chút nữa chúng ta sẽ đọc trong Kinh Thánh và chúng ta sẽ cùng nhau học và cùng nhau chia sẻ. Chúng ta sẽ thấy được những hiểm họa cho đến sắp đến ngày của Chúa trở lại nó sẽ có diễn biến nào, để cho chúng ta biết, để chúng ta giữ đức tin của mình và để chúng ta cầu nguyện với Chúa nhiều hơn, để chúng ta phục vụ Chúa một cách trung tín hơn và ngay thẳng hơn. Và đó là những điều mà cái bài học của chúng ta ngày hôm nay tôi muốn được chia sẻ cùng quý vị và các bạn, và nhất là người thân nhé, người thân của tôi, gia đình của tôi, hay là anh chị em của tôi, và không riêng như vậy mà tất cả hội thánh cũng như tất cả của con người chúng ta, để chúng ta đến gần Chúa nhiều hơn. Kính thưa quý vị, và điều đó sau đây tôi sẽ đọc cho Kinh Thánh để mỗi một chúng ta được cùng nghe trong Kinh Thánh và chúng ta thảo luận và chúng ta suy gẫm lời của Chúa. Nhưng mà chúng ta có Kinh Thánh, chúng ta vẫn có thể theo dõi và đọc và suy gẫm lại sau cái bài học này để chúng ta hiểu và chúng ta nắm được lời của Chúa. Thì giờ tôi sẽ đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 và chúng ta sẽ học từ câu 3 nha. Chúng ta sẽ học từ câu 3 và cho đến hết cái câu mà tôi sẽ đọc ở đây. Và đó là điều mà tôi muốn cùng quý vị và các bạn, để chúng ta cùng nhìn lại lời của Chúa, tức là nhìn lại Kinh Thánh,
là lời của Chúa để chúng ta mới biết được sống như thế nào, sắp đến ngày của Chúa rồi chúng ta sẽ sống ra sao và sống như thế nào được Chúa chấp nhận chúng ta là môn đệ hay là chấp nhận chúng ta là con cái của Ngài để chúng ta có sự cứu rỗi thật sự, chứ không phải là như những mà chúng ta tin kính rồi cuối cùng chúng ta không có đạt được bất cứ điều gì. Đó không phải hoàn toàn là như vậy. Đó là những điều quan trọng. Mỗi một chúng ta luôn không phải cầu nguyện. Không đi chúng ta cầu nguyện, chúng ta không phải phục vụ Chúa và phục vụ anh em của mình. Đó là những điều quan trọng. Cho nên như vậy, nếu mà chúng ta có Kinh Thánh thì chúng ta cùng lật với tôi ở trong sách Matthew đoạn 24 để chúng ta cùng nhau học. Đó là Matthew đoạn 24. Chúng ta sẽ học từ câu 3 cho đến hết câu 16. Ở đây tôi sẽ đọc Kinh Thánh cho quý vị và các bạn để cho mỗi chúng ta hiểu được. Ngài đương ngồi trên núi Olive, môn đồ tới riêng cùng Ngài và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra và có điểm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hãy giữ kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi, vì nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến mà nói rằng ta là Đấng Christ và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình đừng bối rối vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại mà thôi. Bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong những sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ xa vào chiếc cấm dỗ và phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ giới lên và dỗ dành lắm kể. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phận nhiều người sẽ nguội lạnh. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến, khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tan nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói, ai đọc phải để ý. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe câu Kinh Thánh mà tôi vừa đọc là cái điều quan trọng hơn hết mà chúng ta ngày hôm nay, như chính trong lời của Chúa nói, mà ngay khi cả môn đồ của Chúa cũng phải băn khoăn những điều đó. Họ muốn biết ngày và giờ, họ muốn biết rất rõ những thời kỳ ngày của Chúa đến, họ rất muốn biết điều đó. Nhưng kỳ thực mà Chúa đã nói trước cho họ cũng như nói trước cho chúng ta, vì ngày của Chúa đến á, thì quan trọng hơn hết mà ngày Chúa đến ở đây, đó là những cái điều mà Chúa Giêsu Ngài nói là gì? Ngài muốn cho chúng ta giữ tấm lòng của chúng ta trong Chúa. Ngài muốn chúng ta giữ cách sống của chúng ta mỗi ngày. Ngài muốn chúng ta giữ những đặc sắc về vấn đề tôn giáo của chúng ta, về vấn đề đức tin của chúng ta, để chúng ta làm lợi cho Chúa và mở mang công việc của Chúa, để chúng ta cứu linh hồn hư mất trở về với Chúa. Đó là những mục đích quan trọng nhất. Chính ở đây chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu Ngài đã từng nói hãy giữ kẻ chúng ta bị trôi lạc, kẻ chúng ta bị dụ dỗ theo đạo này, đạo nọ, đạo kia, vân vân. Ở đây để chúng ta được nhìn thấu, nhìn rõ về những cái cách mà tại sao Chúa Giêsu nói rằng vì gì? Kẻ có kẻ dụ dành các ngài. Ở đây chúng ta muốn nói rõ hơn cái sự dụ dành ở đây. Không có con cái Chúa nào mà dỗ dành với nhau, đúng không quý vị? Và ở đây nói một cách chính xác hơn, đó là ma quỷ.
ma quỷ vẫn có thể giả danh, ma quỷ vẫn có thể tổ chức tôn giáo, ma quỷ vẫn có thể đột nhập vào những tôn giáo ý đối, ma quỷ vẫn có thể điều khiển được một cái hội thánh rất lớn, ma quỷ vẫn có thể điều khiển được một cái đối tượng nào đó. Và chính những cái đối tượng mà được ma quỷ dụ dỗ được, mà ma quỷ chiếm được, và chính người đó sẽ là người dỗ dành chúng ta, và chính người đó sẽ là người làm cho chúng ta bị lệch lạc trong con đường phục vụ Chúa, bị lệch lạc trong con đường đi theo Chúa, và bị lệch lạc trong những niềm tin đức tin của chúng ta mỗi ngày khi chúng ta bước con đường theo Chúa. Và đó là điều thứ nhất mà chúng ta thấy được Chúa nói là hãy giữ cái gì, có kẻ dỗ dành các ngươi. Và đó là họ dỗ dành chúng ta bằng những phương thức tiền bạc, có lẽ rằng chúng ta không không cần theo, đúng không? Chúng ta nói là tôi không theo tiền bạc, tôi theo Chúa. Nhưng họ sẽ không bao giờ dùng những cái đón roi đó, họ sẽ dùng những cái đón roi về những lĩnh vực tôn giáo, lĩnh vực cùng con cái Chúa với nhau, hoặc cùng mục sư, giáo sĩ, tiến sĩ hoặc tổ chức nào đó, vân vân. Cho nên để chúng ta nhận thức rõ về những lĩnh vực đó, vì Chúa Giêsu này nói rằng vì có rất nhiều người mạo danh Chúa mà đến. Ở đây mạo danh có nghĩa là gì? Có phải là tôn giáo không? Có phải là tổ chức không? Có phải là chức vụ không? Có phải giáo sĩ, giáo sư không? Vân vân, đúng. Và cho nên như vậy chúng ta thấy là gì? Mạo danh ta mà đến mà nói rằng ta là Đấng Christ và ta và sẽ dỗ dành nhiều người. Tại sao gọi là ta là Đấng Christ? Cho nên họ vẫn có thể có cuốn kinh thánh như chúng ta, họ vẫn cũng có thể có được đền thờ, nhà thờ, họ vẫn có thể có được tổ chức, họ vẫn có thể có được nhà thờ, vân vân, về mặt pháp lý, về mặt con người. Nhưng mà Chúa nói rằng gì? Chúa biết rất rõ mỗi tấm lòng, ai là người thật sự trước mặt Chúa, ai là người không thật sự trước mặt Chúa. Và Chúa biết rõ, rất rõ đâu là chiên, đâu là dê. Cho nên cái mục đích quan trọng nhất, nếu mà chúng ta là con cái của Chúa, nên chúng ta phải nhìn xem kinh thánh một cách chi tiết hơn, một cách rõ ràng hơn, để chúng ta không bị cám dỗ trong những ngày sau đó. Và vai trò quan trọng hơn hết là gì? Vì chính Chúa cũng cảnh báo trước cho chúng ta sẽ nghe về những các tiếng đồn về giặc giả. Giặc ở đây có nghĩa là các tiếng đồn về những chiến tranh, bạo lực, rồi thù ghét, vân vân. Đó là những gì Chúa Giêsu ngài nói rằng gì? Tất cả những sự việc mà chúng ta đang sợ hãi hoặc chúng ta đang thấy lạ lùng, điều đó sẽ xảy ra trước khi ngày Chúa trở lại. Và điều đó sẽ xảy ra trước, chứ không phải là Chúa đến trước, mà điều đó sẽ xảy ra trước. Và Chúa muốn thử mỗi một chúng ta được tôn kính Chúa hay là chúng ta tôn kính ma quỷ. Cho nên cái vai trò quan trọng mà chúng ta biết ở đây đó là gì? Vì điều đó phải được đến trước nhưng chưa phải cuối cùng đâu. Và chúng ta biết những cái điều mà Chúa nói là gì? Tất cả mọi mặt tai hại, mọi mặt đau đớn, mọi mặt cực khổ của con người được nhận, đó là gì? Đầu của sự tai hại mà thôi. Chúa cũng đã nói trước với chúng ta rằng dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Ở đây để chúng ta có thể nói đến tại sao chúng ta nói là dân này dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Bây giờ ở tại Việt Nam mình cũng có, đúng không? Cũng là về những cái chuyện cuộc sống đất đai, là những cái chuyện này nọ kia vân vân, thì chúng ta cũng muốn đòi lại để chúng ta có cái quyền của mình. Và như ví dụ như ở Thái Lan, rồi nói chung là tóm tắt thì cả thế giới đều có, đúng không? Đều có dân này dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nào nghịch nước kia. Mà chúng ta cũng thấy bây giờ cái thế giới không cần phải nói, hình như mỗi ngày là các trang mạng, các tờ báo đầy, đúng không? Chúng ta đều biết hết rồi. Đó là những lời nhắc nhở của Chúa hàng ngàn năm trước. Chúng ta nghe rất rõ và chúng ta biết rất rõ điều đó. Và hiện tại nó đang diễn ra mỗi ngày. Nó đang diễn ra cho chúng ta. Và nó chỉ cho chúng ta thấy rất rõ. Nhưng chúng ta, cái đó chúng ta có thể làm ngờ. Chúng ta nói là những do sự việc này, sự việc khác. Và thậm chí có đa số nói rằng là ngày của Chúa mình không hề biết. Đúng vậy, chúng ta không biết nhưng mà Chúa chỉ cho chúng ta biết qua dấu hiệu này, để chúng ta nhận ra rằng những lời Chúa phán là chân thật, những lời Chúa phán đáng tin cậy,
như lời tôi phán đã xảy ra. Và bởi như vậy chúng ta biết rằng gì? Xong mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại của con người mà thôi. Tất cả những mọi việc xảy ra đó là chỉ là của sự tai hại của con người đòi lập quyền, đòi lập quốc và đòi mọi thứ. Chúng ta đều làm sự tai hại với nhau, nhưng chưa đến ngày của Chúa đến. Đó là những điều mà chúng ta cần phải trung tín với Chúa. Trong những cái sự tai hại đó mà chúng ta sẽ gặp rất nhiều sự thử thách, chúng ta sẽ gặp rất nhiều ma quỷ sẽ cám dỗ chúng ta. Ngài sẽ dùng những đòn roi tiền bạc, Ngài sẽ dùng đòn roi nền kinh tế để đánh cho chúng ta suy yếu niềm tin ở trong Chúa. Và điều lớn hơn hết đó là gì? Khi ấy cũng có những kẻ, nhiều kẻ trong các ngươi sẽ sa vào những cám dỗ. Và chúng ta rất nhiều, chúng ta có thể rơi rớt vào những cám dỗ đó. Chúng ta bị yếu đuối và chúng ta sẽ đi theo họ. Vì chúng ta thấy những cuộc sống cực kỳ khó khăn, rồi chúng ta thấy những cái cuộc sống là cực kỳ phức tạp, cho nên chúng ta thường hướng đi theo họ. Và đó là những điều có khi chúng ta có thể đi theo ngay những cái người cám dỗ của chúng ta gọi là tôn giáo này. Chúng ta có thể đi theo một cái tổ chức khác, chúng ta có thể đi theo những tà giáo vân vân. Đó là vì cái lý do gì mà chúng ta luôn luôn mong tìm những cái gì mà để cho thân, để cho thể xác chúng ta thỏa mãn, để chúng ta có vật chất, để chúng ta đầy đủ vật chất, đó là chúng ta thỏa mãn, chúng ta gọi là bình an, chúng ta gọi là vui vẻ. Nhưng mà đối với Chúa thì chúng ta cũng chẳng hề quan tâm, chúng ta cũng chẳng hề nghĩ đến. Đó là những điều mà chúng ta nên lưu ý. Và trong những thứ khi chúng ta được đã lấn vào cám dỗ đó, bắt đầu chúng ta sẽ nảy mầm, nảy sinh ra tội ác. Và tội ác đó là gì? Khi đã nhiều và tội ác đó bắt đầu lan tràn và bắt đầu chia rẽ các tổ chức, chia rẽ anh em với nhau, chia rẽ hội thánh và tách riêng ra hội thánh và tách riêng ra những con cái Chúa, và làm cho tất cả mỗi một chúng ta bị suy yếu đi. Và đó là những sự chiến thắng của ma quỷ. Ngài đã phá vỡ kỷ lục mà chia rẽ chúng ta. Cho nên mỗi một chúng ta, tôi hy vọng rằng chúng ta qua bài học này, chúng ta phải để ý và nên nhớ rằng thể ai có danh của Chúa thì chúng ta phải cảm tạ Chúa và nói rằng cảm ơn, anh đã có Chúa, em đã có Chúa. Chứ phải chúng ta nói rằng bây giờ tôi thấy anh tốt hơn hội thánh chúng tôi, hội thánh chúng tôi nó dở hơn. Đó là điều thật sự dở và tốt là chúng ta không hề nhận biết rằng chúng ta hay làm theo kinh thánh là chúng ta được cứu, chúng ta được có sự sống rồi. Bởi lẽ nào mà chúng ta nói rằng tổ chức này tốt, tổ chức kia xấu? Tại sao vậy? Xấu hay tốt là tùy thuộc vào cuộc sống con người của chúng ta. Cuộc sống không kính sợ Chúa, cuộc sống không làm theo ý Chúa là cái xấu, nó nằm ở con người chứ không phải nằm trong tổ chức. Kính thưa quý vị, khi Chúa đã kêu gọi chúng ta một lần là đủ rồi, chứ không phải chúng ta phải được giết Chúa trên thập tự giá nhiều lần nữa. Chúa đã chết trên thập tự giá cho tội lỗi của tôi và hết thảy chúng ta là đủ rồi. Và điều chúng ta cần phải giữ niềm tin của mình và nắm nền tảng kinh thánh một cách chắc chắn để chúng ta có sự cứu rỗi. Cho nên khi chúng ta thấy tội ác thêm nhiều thì cái sự trận lộn và cái sự chia rẽ về trong cộng đồng tôn giáo này đó rất là nhiều. Mà chúng ta làm như vậy thì đối với công việc của Chúa là gì? Thì chúng ta sẽ không còn đức tin của chúng ta. Và chính như vậy thì chúng ta thấy là gì? Những kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Và trong những sự cám dỗ đó mà chúng ta thấy rất nhiều người sẽ sa vào những cám dỗ đó. Khi ma quỷ ra lệnh cám dỗ toàn cầu, họ sẽ sử dụng những, ví dụ như trường hợp chúng ta đang gặp phải về Covid này, chúng ta thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu mọi thứ hàng ngày, đúng không? Mà nếu họ có thể đem tiền ra, đem thức ăn ra, đem mọi thứ ra mà đổi lấy những cái việc để mình theo họ, thì chúng ta sẽ nghĩ sao? Thì có những lúc nếu mà chúng ta không có nghĩ về Chúa một cách chắc chắn, nếu họ có cái giá mà đổi nhau như vậy á, thì đôi khi chúng ta chấp nhận để chúng ta được cứu sống về mặt thực thể và thể xác chúng ta, thì chúng ta sẽ mất Chúa. Chúng ta sẽ mất Chúa hoàn toàn khi ngày Chúa đến, chúng ta không được cứu. Kính thưa quý vị, và chúng ta nên lưu ý điều đó. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta tin Chúa là đủ rồi, chứ không phải như vậy. Nó không phải là đơn giản như tổ chức con người chúng ta. Chỉ cần có tên có gì là đủ rồi, chúng ta không cần đi đến, không cần bản thân đến, không phải là như vậy.
khi chúng ta tin Chúa nó không phải không hẳn như vậy. Chúng ta đừng nghĩ rằng là chỉ chúng ta tin và nhờ những các cụ, các ông mục sư nào cầu nguyện cho mình là đủ rồi. Không phải là như vậy. Chúng ta cần phải làm hầu việc Chúa. Như trong sách Dân đã đề cập, ai nói biết Ngài thì người đó sẽ làm việc ngay là. Chúng ta sẽ làm việc như gì mà Chúa làm. Và đó là những cái trách nhiệm khởi đầu của chúng ta. Khi chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta phải biết rõ điều đó. Cho nên, và những cái câu cuối cùng mà chúng ta nói rằng tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Tại sao Chúa nói rằng tin lành này sẽ được giảng ra khắp đất rồi bắt đầu sự cuối cùng sẽ đến? Bây giờ chúng ta nghĩ rằng giai đoạn này thì tôn giáo này, tin lành này đã giảng ra khắp đất chưa? Nếu trong lời của Chúa đã nói là giảng khắp đất, sự kết cục sẽ đến, tin lành này đã giảng ra khắp đất chưa? Tôi nghĩ rằng tin lành này nếu mà nói về cái mà người ta nghe đó, người ta nghe được lời của Chúa đó, nghe về cái tin lành này đó, có nghĩa rằng nó đã khắp thế gian từ lâu rồi. Tại sao? Tại sao tôi nói rằng nó đã khắp thế gian từ lâu? Tại vì chúng ta thấy hiện tại bây giờ này là báo chí, này là trên các trang mạng, này là các đầy tớ Chúa chia sẻ trên các trang mạng đầy đủ hết. Ai ai cũng có mạng, ai ai cũng mở, ai ai cũng xem, ai ai cũng nghe, đúng không? Có lẽ rằng cho dù những cái người họ không có Chúa, họ có thể bật được cái trang mạng đó và họ cũng có thể thấy được một vài lần gì đó. Nhưng họ khước từ không chấp nhận lời của Chúa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, và biết bao nhiêu những các đài phát thanh, đài radio đã phát khắp toàn cầu, khắp thế giới, nơi nào có điện, có internet thì nơi đó lời của Chúa cũng được có ở nơi đó. Nhưng chỉ vì con người chúng ta khước từ, đúng không? Cho nên chúng ta thấy rằng trong những thời kỳ này tôn giáo đã được lan tràn khắp trên mặt đất, nhưng chính con người khước từ và từ chối, không muốn vâng lời Ngài. Cho nên một mục đích chúng ta quan trọng nhất là gì? Để chúng ta được làm cho con cái của chúng một cách lớn lên, mạnh mẽ hơn đức tin của họ. Để gì? Trong những thời kỳ cuối cùng, để chúng ta trang bị một cái đức tin mạnh mẽ, để chúng ta trang bị cuộc sống chúng ta. Và chúng ta thấy những thời kỳ của Chúa trong lời của Ngài thì không còn có thể gọi là cần kề đối với chúng ta, không còn lâu dài nữa. Mà chúng ta thấy trong những dịch lễ bề tập lan tràn như vậy, chúng ta đã biết rằng trong Kinh Thánh đã ghi rất nhiều chỗ đã ghi về những bệnh tật này. Và chúng ta thấy càng ngày thì xã hội chúng ta càng tồi tệ hơn, càng ngày bệnh tật càng lan tràn nhiều hơn, càng ngày mà càng nhân loại lại khác thường hơn. Thời tiết chúng ta thay đổi khác thường, mỗi năm mỗi khác hẳn. Và cái sự bùng nổ chiến tranh càng ngày càng diễn biến, vũ khí càng ngày càng gia tăng, và sự nỗ lực quyền lực càng ngày càng nhiều. Và đó là những điều chúng ta cần phải ghi giữ đức tin của chúng ta. Và chúng ta sẽ làm việc, chúng ta sẽ hầu việc Chúa một cách trung tín, và chúng ta cầu nguyện để chúng ta trực tiếp với Chúa, tương giao với Chúa, để chúng ta có sự sót thật khi ngày Chúa trở lại. Thời chúng ta đang có một cuộc sống thật sự, một cuộc sống trung tín, thì chúng ta mới có sự sống của Chúa. Chứ có những lúc chúng ta không thể nào mà nghĩ cho chính bản thân mình. Có những lúc chúng ta nghĩ bản thân mình, tôi phải làm theo ước mơ, tôi làm cái này, tôi làm cái kia, tôi phải chạy theo đường này, tôi phải chạy theo đường khác. Này tuổi trẻ thì tôi phải đi lới người này, tôi phải đi lới người khác, tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái kia, vân vân. Cuối cùng chúng ta không còn cơ hội, không còn thời gian để làm việc cho Chúa. Chúng ta không còn để dê dự đức tin của chúng ta. Chúng ta không còn để trung tín với Chúa cho đến giây phút cuối cùng. Cho nên, đó là gì? Người chúng ta là đền thờ của Chúa, Chúa sẽ ngự ở trong tấm lòng của chúng ta. Thánh Linh của Chúa sẽ ngự ở trong lòng chúng ta. Ngài để ghi nhận những công việc của chúng ta. Ngài chết nhìn thấy lòng của chúng ta còn tôn kính Ngài hay không, chúng ta còn được hướng về Ngài hay không, chúng ta còn cầu nguyện với Ngài hay không. Đó là những điều quan trọng. Kính thưa quý vị, cho nên cái bài học chúng ta, tôi muốn dừng lại tại đây. Hy vọng rằng bài học này sẽ được thay đổi quý vị và các bạn. Hy vọng rằng bài học này chúng ta sẽ nhìn thấy. Hy vọng rằng bài học này sẽ giúp ích lợi cho chúng ta mỗi ngày, để chúng ta kiên trì, để chúng ta học hỏi, để chúng ta biết được, để chúng ta ghi giữ đức tin của mình, để chúng ta được nắm rõ về trong thời kỳ sau đó
có những điều gì sẽ khiến chúng ta bị vấp ngã hay là bị cám dỗ? Đó là gì? Thứ nhất, giữ chính mình về cách tiên tri giả. Thứ hai, hãy giữ mối thông công của mình với Chúa. Và thứ ba, hãy giữ công việc của mình và phục vụ Chúa. Và thứ tư, hãy giữ đức tin mình một cách mạnh mẽ và chắc chắn. Kính thưa quý vị, đó là những điều quan trọng. Bốn cái chủ đề đó để chúng ta giữ và nắm chặt ở trong con người của chúng ta. Thì giờ này xin Chúa ban ơn và ban phước cho quý vị cũng như con cái của quý vị được bình an trong mùa dịch này. Xin Chúa che chở và nâng niu chúng ta và bảo vệ chúng ta trong cái mùa dịch này. Và chúng ta cùng nhớ đến trong sự cầu nguyện với nhau để chúng ta cầu thay cho với nhau, cầu nguyện cho con cái Chúa toàn thế giới để chúng ta ứng phó và chúng ta sống động với Chúa ở trong những cái mùa dịch này. Kính thưa quý vị, như vậy thì tôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian vài phút để lắng nghe tôi chia sẻ lời Chúa ở đây, để hy vọng rằng tôi sẽ gặp lại quý vị ở trong những video lần sau. Và tôi xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị sau.